họ cung cấp nền tảng miễn phí cho chúng ta sử dụng, nhưng mà họ rất tinh tế để giúp chúng ta xem là chúng ta có mua hàng hay không, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái cách bán hàng rất là tuyệt vời mà các bạn có thể làm, đúng không? Chúng ta cung cấp những cái giá trị miễn phí cho người dùng, chúng ta khôn khéo bán cho họ những cái giá trị nhỏ thì họ sẽ mua và chúng ta sẽ kiếm được tiền. Và trong trường hợp này thì chúng ta đang sử dụng cái nền tảng miễn phí, free, tức là giá không đồng. Nó sẽ bị giới hạn bởi một số những cái tính năng nhất định, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái địa chỉ email của chúng ta, ví dụ như là phananhonline@gmail. Chọn một cái username như là phananhonline hay là phananhemarketing, đúng không ạ? Password chúng ta đăng nhập vào đấy. Ok. Xong. Sau khi đó thì chúng ta sẽ vào email, chúng ta kích hoạt tài khoản lên. Thì đây là cái giao diện của cái trang WordPress miễn phí của chúng ta, và chúng ta sẽ phải học cách sử dụng nó. Các bạn đang truy cập vào trang phananhemarketing.wordpress.com. Tất nhiên đây là tôi đang làm demo, tức là làm thử cho các bạn xem thôi. Cái trang đấy sẽ không tồn tại và tôi không sử dụng, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy ở bên trái này nó sẽ có những cái menu, và chúng ta sẽ học cách sử dụng nó trong các cái phần tiếp theo, hoặc là sử dụng Google. Thì ở đây cái bài này tôi sẽ hướng dẫn rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Đấy, như là site title, tức là tiêu đề của trang là gì. Ví dụ như chia sẻ các kiến thức về marketing, đấy là tiêu đề của trang, đúng không ạ? Start là phần thống kê, đúng không ạ? Plan tức là cái phần kế hoạch chúng ta có thể nâng cấp sau. Đấy, phần publish tức là phần mà chúng ta sẽ xuất bản những cái trang web, cái bài viết của chúng ta, bao gồm là blog, spot tức là những cái bài viết, đúng không ạ? Page tức là những cái menu của trang. Ví dụ như là trong một cái website chúng ta sẽ có nhiều page. Cái page, ví dụ cái trang menu của chúng ta sẽ bao gồm là về chúng tôi, báo chí nói về chúng tôi, khách hàng nói về chúng tôi, đúng không ạ? Các dịch vụ chúng tôi, bảng báo giá, liên hệ. Thì như vậy, tôi vừa liệt kê cái menu như vậy, nó sẽ tương đương với cái 5 cái page đấy, 7 cái page đấy, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta post bài. Và các bạn lưu ý rằng WordPress là một cái nền tảng cực kỳ là thân thiện và tốt cho Google các bạn nhé. Đấy, ví dụ như là các bạn post lên đây. Đấy, khác biệt hay là chết PA marketing vân vân. Đấy, chúng tôi đã tạo mẫu cho các bạn xem, đúng không ạ? Và cái bài blog tôi post đấy là 3 bước để tối ưu chi phí quảng cáo trên Facebook. Và bởi vì tôi là một cái chuyên gia chạy quảng cáo và dạy quảng cáo bán hàng trên Facebook 5 năm nay rồi. Tiêu rất là nhiều tiền rồi và chạy quảng cáo cho rất là nhiều nhà khách hàng cũng như là các nhà hàng, các spa. Ok, thế thì tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm như vậy tôi post lên đây. Và ý của tôi muốn là các bạn cũng tạo ra những cái trang web như này, tạo ra những cái bài viết như này, và học tất cả những cái series các bài học về SEO chuẩn như vậy, biến nó thành các cái bài thực hành cụ thể ở trên cái nền tảng này. Đó, ok, được chưa ạ? Vâng, chúng ta sẽ tạo blog post như thế này, đúng không ạ? Đấy, tiêu đề của chúng ta, rồi thì file đính kèm, rồi thì các cái thẻ, heading, các cái danh mục, hiển thị đầu bài, nội dung bài viết, bôi đen, bôi đỏ, in hoa, in đậm, in nghiêng, đường link, thì trong cái phần menu này nó hướng dẫn hết. Thế còn ở cái phần mà HTML, các bạn bấm vào cái tab HTML ở bên phải, ở phía bên trên phải HTML, thì nó sẽ ra hoàn toàn cái ngôn ngữ mã lệnh HTML, và bạn có thể nhìn thấy các cái mã thẻ như là thẻ H1, H2, H3, thẻ B, thẻ strong, vân vân, đúng không ạ? Những cái mã thẻ mà chúng ta học nó sẽ hiển thị ở đấy và chúng ta chỉnh sửa. Còn phần visual là cái phần thực tế. Phần visual là cái phần thực tế mà chúng ta nhìn trông như thế nào thì người dùng sẽ trông như vậy. Đấy. Thế còn cái chi tiết hơn nữa, đúng không ạ? Cái chi tiết hơn nữa thì các bạn hãy tự tìm hiểu. Ở trên WordPress thì nó có rất là nhiều các bài viết rất là hay để các bạn tối ưu và các bạn trở thành một cái chuyên gia, một cái chuyên gia về marketing, có đúng không ạ? Hay là một cái chuyên gia về bán hàng, hay là một thiết lập một cái website bán hàng của chúng ta. Ok. Thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn rất là nhanh các bạn tạo một cái website, một cái blog miễn phí bằng dịch vụ có tên là Blogspot. Blogspot là một cái dịch vụ tạo blog miễn phí hàng đầu của Google, được Google mua lại. Vâng, thế thì chúng ta cũng làm tương tự như WordPress mà thôi. Thì chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ blogspot.com hoặc là địa chỉ blogger.com, thì hai cái tên miền này nó giống nhau. Hai cái tên miền này giống nhau, nó đều là một địa chỉ. Chính thức thì cái tên miền này nó là blogger, được chưa ạ? Chúng ta cũng đăng ký tài khoản bằng Gmail, chúng ta cũng đăng nhập vào đây, chúng ta cũng tạo giao diện, chúng ta cũng cài đặt, chúng ta cũng xuất bản các bài viết. Đấy. Chúng ta cũng lựa chọn các địa chỉ, ví dụ như blogger.com sược sược cái gì đấy,
đúng không ạ? Các bạn đang nhìn thấy là tên miền, tên blog, lấy một cái giao diện, mẫu giao diện website vân vân. Sau đó chúng ta bắt đầu đăng các bài mới, được chưa ạ? Thì trên này nó cũng hoàn toàn chuẩn SEO như vậy. Cũng có những cái comment, cũng có những cái bình luận, cũng có sitemap, không thiếu một cái gì cả. Rồi thì giao diện chúng ta cũng thay đổi, thậm chí là chúng ta có thể can thiệp bằng mã CSS vào. Các bạn sẽ học cái tùy chỉnh HTML và mã CSS vào đây thì chúng ta sẽ đưa lên được. Và nó tạo ra được một cái trang blog, trang web cũng khá là đẹp. Trong cái bối cảnh nếu chúng ta chưa có tiền, chúng ta chưa đầu tư thì chúng ta có thể sử dụng các cái dịch vụ miễn phí như này và tùy chỉnh, tùy biến thêm một chút nữa thì cũng rất là ok các bạn nhé. Vâng. Thì mọi thứ thì chúng ta cũng phải sẽ làm tối ưu cho tiêu đề website, tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, đặt link, đi link, gắn mã YouTube, gắn mã website vào vân vân. Thì các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Các cái tiêu đề ở đây tôi đã làm, nội dung tôi đã làm, hình ảnh tôi đã làm. Vâng, tất nhiên tôi đã làm sẵn rồi thì tôi chụp màn hình tôi làm cho nó nhanh cho các bạn thôi. Đấy, các bạn sẽ thao tác giúp tôi, chúc các bạn thành công. Và đây hoàn toàn là một cái bài học rất là nhanh và đơn giản để giúp các bạn có cái nền tảng để sử dụng. Vâng, và các bạn có thể kết hợp với Google để thao tác và các bạn trở thành một cái người mà giỏi về WordPress, giỏi về Blogspot, không có vấn đề gì. Và nếu như các bạn cần chúng tôi hỗ trợ, đừng ngại ngần, hãy liên hệ với chúng tôi. Thì tôi là Phan Anh và sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.